Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hai Nhật bị điều tra, có người ngậm miệng vĩnh viễn, Hai Nhật quyền lực cỡ nào. Ngày 7 tháng 10, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin Chủ tịch chứng khoán Tân Việt, thành viên của Hội đồng Quản trị độc lập SCB Nguyễn Tiến Thành qua đời đột ngột. Theo những gì báo chí đưa tin, ông Thành qua đời vì một cú đột quỵ. Tuy nhiên, một số nhà đánh giá rằng cái chết này không phải đơn giản như vậy. Sau khi ông Nguyễn Tiến chết, thì báo chí đồng loạt đưa tin bà Trương Mỹ Lan và ba người khác bị bắt. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty mà bà Trương Mỹ Lan là chủ, đồng thời ngân hàng SCB cũng là ngân hàng thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Trương này. Đây là hình ảnh tin ông Nguyễn Tiến Thành đột quỵ là bất thường. Ông này có mối quan hệ rất lớn với thế lực Trương Mỹ Lan. Đầu năm nay, SCB đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần quản trị quỹ Tân Việt, cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau. SCB là đối tác ưu tiên của công ty này trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong các giao dịch huy động vốn, thu xếp tài chính trong và ngoài nước, giao dịch đầu tư, hợp tác đầu tư, v.v. Đồng thời, SCB xem công ty này là đối tác ưu tiên trong thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và khách hàng của SCB. Cùng thời điểm trên, công ty này cũng ký thỏa thuận với chứng khoán Tân Việt hợp tác bán chéo đối với các sản phẩm truyền thống của công ty bao gồm chứng chỉ quỹ, sản phẩm ủy thác đầu tư v.v. trên thị trường. Chứng khoán Tân Việt và SCB cùng tham gia hoạt động phát hành các lô trái phiếu của nhiều doanh nghiệp. Trong đó, chứng khoán Tân Việt giữ vai trò tư vấn phát hành, còn SCB bảo lãnh thanh toán. Và một khi công an vào cuộc thì vụ án này lại mang màu sắc chính trị nhiều hơn, mặc dù ban đầu là các sai phạm về kinh tế. Gia tộc họ Trương này là quyền lực bậc nhất và bất khả xâm phạm trong một thời gian rất dài tại Sài Gòn, và nó được thế lực chính trị mạnh nhất tại đây đỡ đầu. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng tiến hành đốt lò đến nay, vụ án chấn động nhất là bắt Đinh La Thăng bỏ tù. Cho tới nay, đây là cựu ủy viên Bộ Chính trị duy nhất đã ngồi tù. Ông Đinh La Thăng cũng từng bị khui ra từ vụ án kinh tế, cho nên việc tấn công vào ông Lê Thanh Hải cũng không khác gì ngoài những vụ án kinh tế. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan có nhiều dính dáng đến thế lực Lê Thanh Hải. Bản chất của ông Nguyễn Phú Trọng là tóm từ thấp lên cao. Việc tấn công vào tập đoàn kinh tài Vạn Thịnh Phát cho thấy ông Trọng đang nhắm đến tập đoàn chính trị Lê Trương khét tiếng miền Nam này. Ông Lê Thanh Hải đi lên từ quận 5 và có những mối làm ăn kết hợp quyền và tiền giữa ông và những doanh nhân gốc Hoa tại khu vực Chợ Lớn. Khi nhắm vào một tập đoàn kinh tế lớn và một tập đoàn chính trị lớn thì chắc chắn có những mắt xích sẽ nắm những thông tin mật mang tính quyết định của vụ án. Mà trong chính trị, khi khó bịt miệng được ai thì sẽ có những cách người ta cho những nhân chứng ấy ngậm miệng mãi mãi. Có lẽ người dân Việt Nam cũng chưa quên cái chết của ông Trần Bắc Hà khi mà ông Tổng đang điều tra nhắm vào ông Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Trần Bắc Hà ngậm miệng mãi mãi và cắt đứt điều tra của ông Tô Lâm nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng cũng theo hướng này mà không thể tiến thêm. Cái chết của ông Nguyễn Tiến Thành hoàn toàn không phải là cái chết bình thường, nó bất thường và thậm chí rất bất thường nữa là khác. Ông Thành chết sẽ làm đứt mạch điều tra của Tô Lâm thông qua những gì bà Trương Mỹ Lan gây ảnh hưởng tại ngân hàng SCB. Điều tra bà Trương Mỹ Lan cũng là điều tra về ông Lê Thanh Hải. Trong tất cả các nhân vật mà khi ông Trọng theo điều tra mà lại xuất hiện cái chết bất thường để cắt mạch điều tra thì chỉ có ông Nguyễn Tuấn Dũng làm được. Và có vẻ như lần này ông Lê Thanh Hải cũng là một trường hợp tương tự. Mỗi khi vụ án kinh tế mà có liên quan đến tập đoàn chính trị lớn thì thường là những gì chúng ta thấy không đơn giản như những gì báo chí nhà nước đã đăng tải. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quân cờ Domino quyết đổ khi nào thì vượng nhào. Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng rất nghiêm trọng. Có chuyên gia cho rằng các đại gia Việt Nam không biết ai là doanh nhân, ai là gian thương,
vì gian thương trước khi bị phát hiện thì họ đều là những bậc doanh nhân nổi tiếng. Không ai nghĩ con người quen lớn được đi bên cạnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bắt tay với Tổng thống Donald Trump, dự như ông Trịnh Văn Quyết mà lại đổ nhào rất nhanh như vậy. Trước khi bị bắt, ông Trịnh Văn Quyết cũng là doanh nhân hàng đầu trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng. Nhưng đột nhiên, ông Quyết lại lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo. Từ khi ông Quyết bị bắt cho đến hôm nay, FEC xuống dốc không phanh và có nguy cơ giải thể trong tương lai không xa. Quyết ngã thì FEC sẽ đổ. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng đã ngã nhào. Hiện nay, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Sản xuất xe xăng thất bại ê chề, kèm với khoản lỗ hàng tỷ đô la. Việc sản xuất xe điện hiện nay đang thiếu vốn nghiêm trọng. VinFast được nhiều người ví von rằng nó là công ty con tàn phá tập đoàn nhiều nhất. VinHomes làm ra bao nhiêu tiền thì VinFast sơi hết bấy nhiêu. Hiện nay VinHomes đang đói vốn, nhà tồn kho còn rất nhiều, không thể bán được. Vốn thì bị chôn một chỗ, nợ thì đòi rất rát. Ông Vượng dường như đang ở thế rất bí. Từ khi có tin đồn xấu cấm xuất cảnh từ đến nay, người ta cũng chưa thấy ông Vượng ra được nước ngoài. Điều này càng dấy lên lời đồn lệnh cấm xuất cảnh là có thật. Chẳng qua Bộ Công an không phát lệnh bằng văn bản công khai. Càng về sau, sự nghi ngờ này càng lớn hơn. Tân Hoàn Minh đã đổ, FEC cũng đã đổ. Câu hỏi hiện nay là bao giờ thì Vin đổ? Bởi Vin đang hội tụ rất nhiều đặc điểm cho thấy đã tới lúc nó có thể đổ. Nợ lấp rất lớn, nó gần gấp 3 lần vốn chờ sở hữu. Trong lúc bất động sản tồn kho thì rất lớn, với khoản nợ khổng lồ đó thì rất khó thanh toán cho chủ nợ. Cho nên nhiều người đoán rằng Vin sẽ ngã, vấn đề là thời gian nào thì nó đổ. Từ khi ông Phạm Nhật Vượng lập công ty VMI, có ý kiến đánh giá rằng thời gian đầu sẽ khá thành công, giúp được một số người lướt nhẹ. Người ta có thể mua đi bán lại giấy chứng nhận quyền sở hữu 1/50% bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng như một loại giấy có giá. Nhưng sau đó thì có thể nó thành tờ giấy lộn nếu chuyện khủng hoảng nợ nần của Vingroup bị bùng bét. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết đã ngã nhào. Hiện nay ông Vượng thành lập VMI chia nhỏ quyền sở hữu các căn hộ, chia nhỏ quyền sử dụng cơ sở sản xuất để bán được cho một số cá nhân đánh giá là ông Vượng đang dùng chiêu lùa gà để hốt tiền. Và nếu vụ việc này thành công, có thể cái kết như Trịnh Văn Quyết sẽ chờ đón ông tỷ phú số 1 Việt Nam là không có, nhưng khả năng nó không thành công là rất lớn. Ông Quyết đã sổ khám, không có gì đảm bảo rằng ông Phạm Nhật Vượng sẽ không sao. Trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm như thế này, thì liệu rằng Vingroup có thoát khỏi khoản nợ đến 16 tỷ đô la hay không, gấp 3 lần vốn điều lệ của công ty? Đi vay mà để làm ăn và làm ăn thua lỗ thì cái kết của nó là không hề tốt đẹp gì. Nền kinh tế Việt Nam đang rất khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp lớn đang đi vào vùng nguy hiểm của bão tài chính. Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu hiện nay rất ê chề. Có ý kiến cũng cho rằng ông Phạm Nhật Vượng hiện đang bế tắc việc vay vốn ngân hàng và huy động thêm vốn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sự quen biết của ông Vượng là rất lớn, nên ông Vượng vẫn còn huy động được vốn, nhưng lượng vốn huy động thì ngày càng teo tóp lại. Đây là hình ảnh bao giờ thì đến được Phạm Nhật Vượng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn tẩy đi những khối u kinh tế. Tuy nhiên với Vingroup thì ông Trọng phải cân nhắc kỹ, vì Vingroup ngã nhào là rất có thể nhiều ngân hàng sẽ ngã nhào theo. Và việc ông Vượng chưa bị bắt chẳng qua là họ đang cân nhắc. Không biết nhận xét này có thực sự chính xác hay không. Tuy nhiên dấu hiệu đi xuống của Vingroup và Phạm Nhật Vượng thì ngày một rõ hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có biến lớn với nền kinh tế hay không.